Thưa quý vị, trong công văn hỏa tốc phát đi chiều ngày hôm qua, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các sở ban ngành thực hiện ngay các giải pháp khắc phục hậu quả của vụ cháy tại công ty Rạng Đông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao công an thành phố sau khi hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ công tác điều tra phải khẩn trương bàn giao hiện trường cho công ty Rạng Đông để tiến hành ngay việc thu gom xử lý toàn bộ chất thải do vụ cháy để lại. Công ty Rạng Đông phối hợp với Bộ Tư lệnh Hóa học tẩy độc ngay toàn bộ khu vực hiện trường vụ cháy và vùng lân cận, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, đồng thời khẩn trương di rời nhà máy đến cơ sở sản xuất mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội được yêu cầu tổ chức hút bùn, khơi thông hệ thống cống rãnh, thoát nước thải xung quanh khu vực nhà máy Rạng Đông. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 9, Sở Y tế chủ trì cùng Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân khám sức khỏe miễn phí cho học sinh và giáo viên tại các trường mầm non ở hai phường là Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Kinh phí xử lý hậu quả do vụ cháy gây ra do công ty Rạng Đông chịu trách nhiệm thanh toán. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố để sớm công bố công khai, minh bạch cho dư luận và nhân dân. 13 ngày kể từ khi xảy ra vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn Phích Đức Rạng Đông, chiều qua thì Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có những thông tin liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng này. Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, vụ cháy là một sự cố rất đáng tiếc. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã vào cuộc để khắc phục một cách cao nhất hậu quả của vụ cháy gây ra. Thành phố làm tất cả những việc gì đó, những cái mà có thể làm được để mà khắc phục cái hậu quả của vụ cháy gây nên. Làm sao để đảm bảo sức khỏe người dân, đảm bảo cuộc sống cho người dân được ổn định. Cái đó là mục tiêu hàng đầu, thành phố bao giờ quan tâm đến. Trước câu hỏi của các phóng viên, lý do vì sao đến thời điểm này Thành ủy Hà Nội vẫn chưa có buổi họp báo chính thức, thông tin về vụ cháy để người dân nắm được và có biện pháp phòng ngừa. Ông Hà cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc để điều tra và đánh giá lại những nội dung xung quanh vụ cháy. Nếu như có những cái vấn đề gì tới đây mới thì chúng tôi sẽ cung cấp ngay cho các báo chí. Cần quá chứ, cần các báo chí tuyên truyền chứ. Và chúng tôi mong muốn là gì? Các cơ quan chức năng cố gắng là gì tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân để người dân phối hợp thật tốt với các cơ quan chức năng để khắc phục những hậu quả. Tuy nhiên, suốt từ khi xảy ra vụ cháy đến nay, người dân mới chỉ nhận được 1.000 bản thông báo khuyến cáo các biện pháp an toàn của phường Hạ Đình. Sau đó văn bản này cũng bị thu hồi. Thế nên, việc người dân đồng thuận như thế nào theo chủ trương của thành phố cũng là câu hỏi mà nhiều phóng viên đặt ra tại buổi họp báo mà chưa được giải đáp. Đến thời điểm hiện tại, hàng trăm hộ dân xung quanh hiện trường vụ cháy vẫn phải di tản để chờ đợi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Không chỉ hàng trăm hộ gia đình phải đi sơ tán, suốt 2 tuần qua thì đã có tới gần 1.500 người phải đến các cơ sở y tế để khám sàng lọc trước nguy cơ bị nhiễm độc thủy ngân. Đây là con số vừa được Sở Y tế Hà Nội công bố vào tối qua. Theo Sở Y tế thành phố Hà Nội thì tính đến 17 giờ ngày 10 tháng 9 đã có 1.442 người dân ở khu vực gần nhà kho bị cháy của công ty Rạng Đông đến khám tại 2 trạm y tế của Hạ Đình và Thanh Xuân Trung. Trong đó riêng ngày 10 tháng 9 có 286 người tới khám. Phần lớn người đến khám đều thuộc phường Hạ Đình, địa bàn lân cận với nhà kho bị cháy. Trong số này có 599 người được các chuyên gia y tế giới thiệu lên các bệnh viện tuyến trên làm xét nghiệm máu, theo dõi nhiễm độc thủy ngân. 1/3 trong số bệnh nhân này xuất hiện những triệu chứng ban đầu như là ho, khó thở. Trong ngày hôm nay, khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai sẽ trả kết quả xét nghiệm cho đợt bệnh nhân đến khám đầu tiên.